Ông Hoàng cải lương Vũ Linh nhiều bệnh tật, sống cô đơn ở tuổi xế chiều. Là ngôi sao sáng giá trên sân khấu cải lương thời Hoàng Kim, nhưng ở tuổi 64, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh lại có cuộc sống khá vất vả khi bị bệnh, không còn cái. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh từng được mệnh danh là ông Hoàng cải lương. Ở thời kỳ Hoàng Kim, ông là cái tên được khán giả khắp nơi săn đón. Vũ Linh từng yêu và tính đến chuyện kết hôn với nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm, nhưng rồi họ lại chia tay trong im lặng. Đến cuối cùng, nghệ sĩ Vũ Linh vẫn chọn cuộc sống độc thân. Từ năm 2019, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ngừng đi diễn do không đủ sức khỏe. Ngoài bệnh đường ruột kéo dài lâu năm, ông còn mắc vấn đề cột sống, không thể đứng thường xuyên hay biểu diễn vũ đạo. Nam nghệ sĩ từng trải qua một cơn bạo bệnh nhưng may mắn thoát khỏi. Hiện tại sức khỏe của Vũ Linh vẫn kém, không có đủ để đi diễn. Ở tuổi 64, ông Hoàng cải lương sống kinh tiếng và chọn cách lui về hậu trường hỗ trợ cho thế hệ trẻ. Ông được rất nhiều nghệ sĩ biết ơn và quý trọng vì sự tận tâm làm nghề. Ông sống bình dị trong một ngôi nhà tại quận Phú Nhuận. Lần xuất hiện hiếm hoi của Vũ Linh vào đầu năm 2022 là lần ông làm khách mời show Kiếp Cầm Ca của nghệ sĩ nhân dân Hồng Nga. Trở lại với sân khấu, ông xúc động nói: 3 năm không đi hát với tôi là một khoảng thời gian rất dài. Tôi trở lại vì nhớ đồng nghiệp, ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay của khán giả. Sau đó, ông được nhiều nghệ sĩ trong đó có đàn em thân thiết Thanh Hằng mời, nhưng không thể xuất hiện vì sức khỏe chưa đảm bảo. Sống cuộc đời nhiều biến động, Vũ Linh từng tâm niệm: trải qua bao nhiêu thăng trầm, có lúc tên tuổi bị lu mờ do nhiều hoàn cảnh, tôi nghiệm ra rằng cuộc sống luôn ban cho mình nhiều cơ hội, con người cần làm việc có ích cho cộng đồng, đó là điều còn mãi với thời gian.